Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 8. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 3, 6, 4, 9, 9, 8, 2, 3, 2, 0, 4. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 4, 9, 5. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 5, 2, 5, 4, 9, 5, 2, 8, 3, 3, 3, 1, 7, 8, 5, 2, 9, 5, 3, 6, 5, 9, 4, 4, 6, 9, 7, 7, 1, 5, 1, 1, 4, 6. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0, 8, 0, 6, 2, 5, 7, 3, 8, 3. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81423. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30917. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 3, 2, 4, 6. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 3, 2, 4, 6.